Chúc mừng nha, chính thức nha. Này, cảm ơn thầy. Đây, phần thưởng của con. Tặng này con. Chúc mừng con. Bữa nào mày vẫn eo nhau nên đạt đã đi. Nè nè. Chúc mừng em nha, có thể là nguy hiểm nha. Đầu tiên đó, ông nội cũng đâu có tán thành con đi thi đúng không? Nhưng mà chuyện cũng lỡ rồi, ông nội cũng chúc mừng con nha. Cảm ơn ông nội. Ăn đi con. Sao ăn từ đâu đây? Bởi vậy má nói với con rồi, con không bao giờ bị loại đâu, lo cái gì không biết nữa. Bởi vậy má của con đúng là phán đoán như thần luôn á. Bởi vậy con nói cô là thánh thán. Bà ơi, làm sao mà biết được con mình không thể nào bị loại vậy bà? Chắc là má lo rồi. Sao? Nè, tôi biết con Anna không bao giờ bị loại là tại vì... Vì sao? Tôi tin tưởng vào con gái của tôi. Ủa? Lý do tôi không thuyết phục hả? Ăn cơm đi. Không nói cái gì không? Thôi, được rồi. Dạ, tôi khỏe không? Em dạ. Khỏe. Dạ, chào anh, khỏe không? Em khỏe. Dạ, em mời chị ngồi. Dạ, ngồi rồi, cảm ơn anh. Bữa nay anh xin mời em lên đây có chuyện chi không? Dạ, tôi muốn gặp chị. Dạ. Để bàn chị một số việc. Với anh nữa, xin giới thiệu chị. Đây là anh Hai Đi Xuân. Dạ. Vì Kiều Mỹ mới về. Chào chị. Chị khỏe không? Dạ, em khỏe. Cảm ơn anh. How are you? I'm fine, thank you, and you? I'm good. Dạ, ta nói á, hồi đó vợ là văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Yeah. Giờ kiến kỳ hình rồi mới thấy bức văn kỳ thanh luôn. Với anh Hai Đi Xuân đây là chị May. Dạ. Dạ, đây là hội phụ nữ của phường. Dạ. Dạ, chị May nói tiếng Việt nhanh quá. Nhiều khi tôi nói là con kiến cái hình gì... Ý là văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, có nghĩa là nghe tên của Hai Đi Xuân lâu rồi. Dạ. Giờ mới được gặp má. Ok. Hay nha. Tôi cũng nghe nhiều về chị lắm. Ủa? Thiệt hả anh? Dạ, dạ. Ủa họ nói gì về em vậy? Ở đâu có chuyện, ở đó có chị May. Dạ nói chung á, ở cái phường này á, không có em là không được. Dạ, dạ ta nói à, trưởng hội phụ nữ. Dạ, nhà nào có chuyện cái là em tới là em hòa giải cái là xong xuôi hết trơn, êm đẹp hết. Dạ. Nói vậy thôi á, chứ hội trưởng hội phụ nữ quan trọng lắm á anh ơi. Dạ, dạ. Ê nè, nhà anh mai mốt có hụt hạt gì nhớ gọi em nghe. Em tới liền. Ô, thì mình đừng gặp nhau chị ạ. Không, không tới để bà báo lên tòa đại sứ. Có, em tới hòa giải trực tiếp luôn. Không, rồi mình nghĩ là mình không nên gặp nhau đâu chị ạ. Mà mình đi vô vấn đề ngày hôm nay. Gặp nhau trong hoàn cảnh đó cũng không vui ha. Dạ, vấn đề ngày hôm nay chúng tôi mời chị tới đây là có một cái chuyện quan trọng bàn với chị. Dạ. Là tôi với Hai Đi Xuân muốn mời chị vào một chân trong ban giám khảo. Ủa, giám khảo gì ạ? Ban giám khảo cuộc thi Hoa Khôi Phường Ánh Sao mình. À. Một chân là... Là một chỗ ngồi, là một vị ban giám khảo không phải? Là một vị ban giám khảo ngồi chung với tụi mình. Ok. Anh chưa làm cái gì, anh tưởng là mời con chân nè. Chân kia bỏ ra ngoài. Dạ, chắc anh đi nước ngoài hồi mới lọt lòng hay sao mà tiếng mẹ đẻ bộ quên nhiều dữ anh ha. Dạ, anh yên tâm đi. Hãy phường cần á, là tôi sẵn sàng hy sinh liền ha. Tôi biết rồi, chắc là cuộc thi Hoa Khôi nào thì cũng cần một nữ giám khảo xinh đẹp để ngồi bám sát thí sinh phải không anh? Có nghĩa là còn một người phụ nữ khác đẹp à, không có sao? Ê, chị May nói là chị May là đẹp, chị May là giám khảo, chị May đẹp. Cái này hay nha, dạ đúng rồi. Dạ. Cái đó tôi cũng không có cần đâu. Dạ. Chỉ mời chị May làm ban giám khảo ngồi cho có tụ thôi à. Ủa vậy là có tiếng mà không có miếng hả? Thôi được rồi, hội trưởng hội phụ nữ mà, hễ phường cần á là mình mừng.
cảm ơn chị Mai nhiều. Dạ. Mời 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 chị Mai uống nước. Dạ cảm ơn anh. Dù chúng ta đã quá sức chịu đựng rồi, nhưng mà đã lỡ làm rồi, phải cố gắng, phải quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. À, anh Henry ơi, bữa nay em hẹn anh ra đây là em muốn cảm ơn anh đó. Ồ, vậy à? Dạ. Chuyện gì em? Về cái chuyện mà em không bị loại khỏi cuộc thi, em nghĩ là anh đã ưu ái cho em ít nhiều, cho nên em mới vượt qua khỏi chuyện này. Em cảm ơn anh nha. Ủa chuyện đó hả? Ừ. Ủa chứ anh nghĩ là chuyện gì? Chuyện đó. Dạ, em cảm ơn anh. Anh uống nước đi anh. Uống nước đi. Dạ, dạ. Dạ thôi để. Dạ thôi để. Dạ thôi. 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 Anh, đâu có gì đâu mà căng thẳng. Anh che cho em, tụi em che cho. Không anh. Sao vậy? Sao dữ vậy trời? Đây à, đây à, tôi. Đây à, đi. Anh. Đi kìa. Đi à. Thấy chưa, tao nói rồi mà. Ác quá. Vừa, vừa đó. À, dạ em không sao. Anh Henry ơi. Anh Long, anh Long. Dạ, dạ được rồi. Không sao hết, dạ không sao. Ôi, anh Henry ơi, em có việc phải đi về đó, cho nên có gì em hẹn anh sau nha. Em giận vì ly nước à? Không, tại vì em có chuyện gấp em mới nhớ được. Cho nên thôi có gì nhắn tin anh sau nha. Cảm ơn anh Henry. Ủa? Dạ, em nhờ cà anh. Ây da, chừng đau quá trời đau rồi. Người ta đang suy nghĩ mà ồn ào lúc lắc hoài. Nhưng sao? Chịu đựng tiếp không? Hết sức chịu đựng. Nhưng mà phải làm tiếp thôi. Dạ Hana, bà cho tôi vô đi có chuyện gì không? Ngồi xuống đi, uống cái gì kêu đi, ha. Bà ở đây nha.
Rồi có gì bà uống hết nước và tính tiền giùm tôi nha. Cái gì tôi gọi bà sao ha. Tôi đi có công chuyện cái nha. Ủa? Ê, dạ kìa, em kêu tính tiền, tính tiền. Trả tiền đi. Đâu? Trời ơi, sao cuộc đời thì không bao giờ biết trả tiền cho tao vậy? Chứ lấy tiền đi. Trời ơi, quá là lâu lâu. Ta tiết kiệm đi, xe gọi mất trăm ngàn. Tính tiền đây chị ơi. Ê, Trần. Ủa? Đâu rồi? Ủa đâu mất tiêu rồi? Đó, tại mày á. Trời ơi, tính tiền mà biết lâu lâu à. Trời ơi, tôi mệt quá, la hoài vậy, đi kiếm đường nào. Mày đi đường này nha, mày đi đường này. Em đi bên này nha. Đi bên... Mà cái mặt mày biết không, đi bên này là đi kiếm nó, nó biết chưa, biết rồi, chưa. Rồi, đi. Chị hả cưng, không có dễ đâu ha. Chung lại hát.